Đối với người nữ tuổi Hợi thì theo tôi là một trong những cái năm mà họ nhìn về 2024 mà rất là triển vọng đầy màu hồng trong năm 2024 này. Nhưng mà thực tế ra thì nó không phải là những cái màu sắc mà nó quá hoành tráng như họ tưởng. Đôi khi chúng ta không thể mà đặt những cái tham vọng và mục tiêu quá cao vào những cái dự định trong năm nay nhé. Xin kính chào quý cô chú anh chị. Trong video này tôi sẽ chia sẻ về vận trình tuổi Hợi trong năm 2024. Để nói về công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi thì đối với người nữ tuổi Hợi thì theo tôi là một trong những cái năm mà họ nhìn về 2024 mà rất là triển vọng đầy màu hồng trong năm 2024 này. Nhưng mà thực tế ra thì nó không phải là những cái màu sắc mà nó quá hoành tráng như họ tưởng. Thành ra là đôi khi chúng ta không thể đặt những cái tham vọng và mục tiêu quá cao vào những cái dự định trong năm nay nhé. Và các bạn nữ, nhất là các bạn nữ cần phải có những cái chiến lược nó dài hơn một tí, có những cái lộ trình rõ ràng và đặc biệt là đặt cái mục tiêu sao cho nó vừa sức của mình thôi. Chứ đôi khi cố quá nó lại thành quá cố thì nó không hay một chút nào đâu. Thì thậm chí là các bạn có thể cãi đổ ngay từ những cái nhịp đầu tiên mà khi mà bạn muốn gọi là khởi sự doanh nghiệp đó nhá. Thành ra là trong năm Giáp Thìn này, người tuổi Hợi chú ý cho tôi về những cái chuyện mà liên quan đến lời ăn tiếng nói nhá, trong cái giao tiếp hoặc là trong những cái việc mà đặt mục tiêu của mình sao cho nó hợp lý, sao cho nó vừa vặn một tí đối với những cái ước nguyện, những cái nguyện vọng của mình nhá. Đừng nhìn cuộc đời nó quá màu hồng, mà chúng ta nên thực tế một tí và chúng ta đừng có mơ mộng. Thì không thì nó đang mơ tít trên tầng 27 xong rồi nó rơi bùng phát xuống dưới đất là sau phim nhá. Còn người nam tuổi Hợi thì sao? Nam tuổi Hợi trong năm nay thì theo tôi là phải có một trong những cái phân bổ sức lực, và đặc biệt là phải có một cái tầm nhìn chiến lược một chút. Đôi khi chúng ta phải chịu một cái sự thua thiệt, chúng ta nhường nhịn người ta để chúng ta có thể là chúng ta cái bước đầu chúng ta lùi một chút để chúng ta tiến 2-3 bước đấy. Thì để chúng ta có một cái năm mà 2024 nó may mắn, nó vẹn tròn hơn. Ngoài ra ấy, thì một chút trong những cái vấn đề liên quan đến giao tiếp hoặc là hành động thì chúng ta còn phải có mối sự gì đó nó thật là mềm mại, thật là uyển chuyển đấy. Chứ chúng ta cứ trực tính quá nhá thì chúng ta rất là dễ gãy đổ trong năm 2024 này. Đặc biệt là chúng ta dễ mất lòng sếp này, dễ ăn nói theo kiểu bỗ bã quá thì lại mất lòng anh em. Mà chúng ta cũng biết rồi, trong công việc thì chúng ta đâu có thể đi được một mình đúng không ạ? Chúng ta bao giờ chúng ta cũng phải song hành với anh em, bạn bè, đồng nghiệp mình chứ đúng không ạ? Nhất là nếu mà có sếp nâng đỡ thì mới đi xa được, nó dễ là may mắn được đúng không ạ? Thì chúng ta phải chú ý đừng có mà phát ngôn nó quá bộc trực để mà nó ảnh hưởng đến cái tình cảm anh em, bạn bè, nhất là đồng nghiệp nhé. Còn về cái chuyện tình cảm trong gia đạo năm nay thì chúng ta lại có một năm theo tôi là năm đầy may mắn nhá, tình duyên bất ngờ. Và nếu mà ông nào mà đang FA hoặc là đang độc thân ấy thì theo tôi là cũng nên năng đến những cái chỗ mà nhiều hội nhóm đông người ồn ào một tí, thì đôi khi là nó gọi là gặp người trong ngộng một cách rất là bất ngờ đấy. Đôi khi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đấy, thì năm nay là rất là cái năm mà rất là dễ tương ngộ đối với những cái người gọi là ý chung nhân trong năm nay đấy. Hoặc là năm nay cũng là một năm mà theo tôi là một năm mà ông tơ bà nguyệt đang đến tận cửa phòng các bạn rồi đấy. Chẳng qua là chúng ta hãy khởi động đi và hãy tham gia vào những cái group hẹn hò đi, thời buổi 4.0 rồi, hoặc là những cái app rất là hay ở trên điện thoại iPhone, Android đầy ra thì chúng ta có thể tham dự vào những cái app như thế để chúng ta có được những cái cơ hội ngàn năm có một để mà tìm được ý chung nhân cho mình nhé. Nhất là những cái người mà tuổi Đinh này, Kỷ này, Quý Hợi nhé, thì có được những cái sao mà hỷ tín nó đậu ở cửa rồi, chúng ta mạnh dạn lên nhé. Còn ngoài ra thì những cái người mà tuổi Nam, tuổi Hợi trong năm 24 này thì nếu mà đã có ý chung nhân rồi hoặc là đã có đối tác rồi thì theo tôi là năm nay là nên mạnh dạn mà chốt hạ đi. Các cụ bảo là lấy vợ thì phải lấy liền tay đúng không ạ? Chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha nhá. Mà không liền tay được là cuối năm sẽ sinh biến đấy nhá.
Còn ngoài ra thì năm nay cái người tuổi Ất và tuổi Tân ấy, thì tôi thấy là có cái ngôi sao Hỷ Tín nhé, thì chúng ta có thể mạnh dạn là sinh con đẻ cái trong năm nay cũng là tốt đúng không ạ? Ngoài ra thì anh em cô chú trong dòng họ, con cháu trong dòng họ dễ có những cái hỷ sự đây, thì cuối năm ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị ăn cưới rồi đấy nhá. Riêng những cái bạn mà tuổi Hợi trong năm nay mà đã lập gia đình, đã có đối tác rồi, thì thôi xin các bạn là các bạn hãy thận trọng với tôi, nhất là các bạn mà sinh vào giờ Sửu, giờ Tỵ, giờ Dậu năm nay nhá, thì vào cái cách cục gọi là kiếp đào hoa, lắm bối tối nằm không đấy nhá, đi đêm lắm có ngày gặp ma, là hết sức thận trọng cho tôi những ông tuổi Hợi. Năm nay mà leng queng tí thì dễ cả mưa cả nắng rồi bị bắt tại trận là thôi, là toang hết cả sự nghiệp lẫn cả gia đạo, thì không khéo nhá, thì chú ý cho tôi một tí đấy. Ngoài ra về sức khỏe tận hoạn thì chúng ta người tuổi Hợi nên đề phòng gì? Nên đề phòng cho tôi là những cái bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, nhất là người cao tuổi, nhất là các cụ cao tuổi rồi mà có những cái tiền sử về bệnh huyết áp tim mạch, theo tôi là trong những cái thời tiết thay đổi chúng ta phải chuẩn bị thuốc men đi và thăm khám thường xuyên đi. Ví dụ một năm chúng ta khám có 2 lần thì chúng ta một năm chúng ta khám cho tôi 3 4 lần nhé, cứ 1 quý khám 1 lần, còn hoặc là có triệu chứng nhẹ chúng ta đi khám 1 lần nhé. Các bạn nam nữ tuổi Hợi trong năm nay, ngoài những cái vấn đề liên quan đến tim mạch huyết áp thì có một cái vấn đề liên quan nữa là chúng ta dễ phải phải những cái trạng thái mà chấn thương, thậm chí có phải đi mổ đi xẻ nhé. Chúng ta hết sức đề phòng, tôi lưu ý một tí thì để hóa giải những cái đấy thì chúng ta có thể đầu năm chúng ta có thể đi gặp nha sĩ nha khoa, hoặc là chúng ta có phẫu thuật tiểu phẫu gì đấy để nâng cao cái diện mạo bên ngoài mình cũng rất là tốt. Và đây chính là một, thực sự nó là một cái cơ hội đấy, để cho người tuổi nữ mà tuổi Hợi trong năm nay là bén, dễ bén duyên, là ví dụ như là chúng ta đi làm có một cái mũi đẹp, hoặc là chỉnh cái mí mắt đẹp hơn, hoặc là sửa sang cái môi nó gợi cảm hơn, hoặc là thậm chí là cái body của chúng ta nó đẹp hơn trong năm nay, chỉnh vòng 1, vòng 2, vòng 3 đi, nó là một trong những cái cơ hội để chúng ta làm đẹp hơn nhé. Riêng đối với người nam mà tuổi Hợi mà sinh vào tháng 6 này, tháng 8 âm lịch, hoặc là các bạn nữ tuổi Hợi mà sinh vào tháng 4, tháng 8 âm lịch thì nên đề phòng thêm về tay chân đấy nhé, vì năm nay là dễ gặp cái họa liên quan đến ngã xe trầy xước đấy, thậm chí phải mổ xẻ đấy, hoặc là liên quan đến kiện tụng pháp luật rất là phiền phức nhé. Thì các bạn có thể là đi làm đẹp, đi nắn răng, phẫu thuật thẩm mỹ để mà hóa giải những cái vấn đề này nhé. Ngoài ra thì các bạn mà tuổi Hợi năm nay có nhiều tín hiệu cho thấy là có sự giúp đỡ về liên quan đến cái thế giới tâm linh, thành ra khó đâu thì chúng ta có thể lên làm những cái việc tâm linh chẳng hạn, chúng ta thờ cúng tổ tiên ông bà dòng họ đấy, chúng ta năng hơn, mỗi người đều có những cái tâm linh của mình, thì chuyện tâm linh thì năm nay theo tôi là thuận để giải quyết những cái việc mà khó khăn hoạn nạn, thì đôi khi nó cần phải âm phù dương trợ, thì năm nay là cái phần âm phù bây giờ nó cũng rất là tốt cho các bạn tuổi Hợi nhé. Về vấn đề tuổi tài chính mà nói thì năm nay cái người mà tuổi Đinh Hợi người tuổi Nam, hoặc là Kỷ Hợi tuổi Nam và nữ Quý Hợi thì sẽ là một năm mà được 4 chữ gọi là lộc trời ban tặng, rất là tốt về tài chính, càng chủ động chi tiêu thì lại càng có cơ hội kiếm tiền nhé. Đấy, đặc biệt là Đinh Hợi và Quý Hợi mà sinh vào giờ Tỵ và giờ Dậu thì biên độ đầu tư rất là lớn so với các cái tuổi khác đấy, và khi mà chúng ta có làm ăn ấy, thặng dư tài chính một cách bùng nổ, chúng ta hãy nhớ tôi một điều, đó là hoạn phát thì nó sẽ hạnh phá, thành ra đặc biệt trong năm nay chúng ta phải khi mà có tiền thì phải đầu tư vào những cái tài sản mà nó có tính lưu giữ và nó bảo toàn cao, ví dụ như là tài sản vật chất, ví dụ như là bất động sản hoặc là vàng chẳng hạn, nó cũng là một trong những cái kênh mà níu giữ tài sản của chúng ta nhé. Ngoài ra người nam tuổi Quý và người nữ tuổi Đinh Kỷ Hợi thì cũng được 7 đến 80% so với cả những cái tuổi may mắn kể trên, và các bạn cũng có thể là cân nhắc dùng tiền đầu tư vào các mảng mà các bạn có kiến thức này, có kinh nghiệm để mà thu lợi tức tối đa trong năm Giáp Thìn này. Các bạn tuổi còn lại, ví dụ như là tuổi Ất Hợi hoặc là Tân Hợi,
Cả nam lẫn nữ trong năm nay, trong năm Giáp Thìn này nên cẩn thận cho tôi khi mà ăn tiêu, khi mà đầu tư mà không biết kiểm soát là rất dễ là cháy túi đấy nhá. Và năm nay theo tôi là một năm ra tiền chi tiền, thành ra là trong cái vận hành tài chính một tí chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược. Ví dụ như năm nay là năm ra tiền, chúng ta phải đi đầu tư đi. Đấy, gieo cái hạt lúa năm 2024 để mà gặt hái vào năm 2025, 2026 nhá. Chứ bảo là đầu tư vào đầu năm vụ xuân xong rồi cuối bảo vụ thu đông mà gặt thì theo tôi là rất là khó. Tất nhiên là nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào năm tháng ngày giờ sinh thì nó mới cụ thể hơn được. Đấy, thì chúng ta tiêu tiền thì chúng ta tiêu tiền vào những cái vấn đề mà gì mà nó có ích. Có ích thì chúng ta tiêu tiền vào chuyện vấn đề là nâng cấp bản thân, đúng không ạ? Nâng cấp về hình ảnh bên ngoài, về quần áo, về sắc phục, về body. Đấy, mua những cái gói thể dục thể thao của các trung tâm chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là thuê huấn luyện viên chẳng hạn, để nâng cấp cái sức khỏe mình lên. Đó là cái chuyện mà rất là đáng đầu tư. Đấy. Hoặc là tham gia những cái khóa học để nâng cao những cái tri thức ở bên trong, tạo những cái gọi gì tài sản vô hình, nâng cấp những mối quan hệ của mình lên, thì nó cũng là một trong những cái vấn đề mà đầu tư nhưng mà sẽ có được những cái hiệu quả trong tương lai nha quý vị nhé. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể là đầu tư để chúng ta xây sửa nội thất, thì chúng ta làm đẹp cho cái nhà thì chúng ta cũng hưởng luôn chứ không bị vô ích. Hoặc là khôn hơn tí thì đầu tư vào những cái gói phong thủy, chúng ta tạo nên những cái môi trường phong thủy nó tốt. Bởi vì hơn thiên của chúng ta, các cụ ông trời cũng đã quy định là năm nay là mất tiền rồi, thì bây giờ lấy phần địa chúng ta đỡ lại, hoặc là lấy cái phần nhân là chúng ta có những cái sự cố gắng, có những cái sự nỗ lực, có những cái sự đầu tư nhất định để mà chúng ta đỡ lại những cái phần phần thiên có vẻ như là kém. Hay hoặc là chúng ta chuẩn bị đầu tư cho năm nay để chúng ta đón cái sóng năm 2025, 2026, đúng không ạ? Thì đây cũng là những cái chia sẻ, những cái mong ước của tôi để cho các bạn tuổi Hợi có được một cái năm 2024 nó tốt hơn, nó may mắn hơn, nó thịnh vượng hơn, nó mạnh khỏe hơn và nó sung túc hơn nhé. Thì nếu mà anh chị em nào mà thấy hay thì nhớ like, nhớ share, nhớ subscribe kênh, chia sẻ cho những anh chị em mà tuổi Hợi mà cũng có những yêu thích về tử vi phong thủy nhé. Thì tới đây thì tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.